Trong thế giới đồng hồ côn cổ có muôn vàn mẫu mã đồng hồ thiết kế khác nhau. Nhưng để sưu tầm và tìm kiếm được một chiếc đồng hồ mang nét đẹp cổ điển và sang trọng, quan trọng hơn hết là nó mang lại cái nét đẹp độc đáo cho người dùng, tránh bị đụng hàng, thì chiếc đồng hồ Gilot trên đang thỏa mãn điều kiện đó cho các bác. Một chiếc Gilot thiết kế thùng bè 4 bông nhỏ 4 góc này, mặt số nổi vàng, chuyên âm thanh của hai bản nhạc. Có thể nói đây là một chiếc đồng hồ nó hội tụ đầy đủ tinh hoa của thương hiệu Gilot các bác ạ. Một chiếc đồng hồ được vang vọng cam kết zin nguyên bản này, bảo hành lên tới 3 năm này. Và quan trọng hết là tiếng chuông hai bản nhạc trên bộ công đồng đánh chuông rất là ngân nga và hay luôn. Một cái bộ mặt số nổi vàng rất là ít gặp trên những chiếc đồng hồ Gilot đúng các bác. Đi kèm với đó sẽ là một phần quả nắp màu vàng này. Cùng với đó chúng ta sẽ có bộ công đồng. Và đây sẽ là cần gặp chuyển đổi hai bản nhạc các bác nhé. Chơi được âm thanh của hai bản nhạc đấy ạ. Mời các bác em nghe qua một chút về âm thanh tiếng chuông.